Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng hương, có thực hành thì sẽ đem lại kết quả, và cái kết quả đó chính là mình tu thì mình chứng vậy. Chương trình Phật Pháp là đời sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chương trình Phật Pháp là đời sống là đến với tất cả quý thiện hữu xa gần của đài Ven 55.2 TV. Chúng con cùng kính được chào đảnh lễ thầy và kính mời thầy gửi lời chào tất cả quý thiện hữu xa gần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương khán thính giả của đài Ven TV. Chào cư sĩ Trần Hiến. Dạ, kính chào thầy. Sau mùa Noel và cũng gần đến ngày Tết New Year thì chúng ta lại có một cái chương trình. Và hay nói tới New Year, thông thường bên Phật giáo chúng ta thì con cái thì nghĩ đến cha mẹ và nghĩ đến lì xì, nhưng mà New Year Tây thì cũng có những món quà. Thì như vậy thì tức là hôm nay chúng ta sẽ nói về cha mẹ. Và cái Đức Phật khi Ngài còn tại thế, Ngài có giảng về cái công đức của cha mẹ. Và cái công đức của cha mẹ thì có những cái như thế nào đó, tức là có bốn cái công đức lớn mà con cái phải nên biết. Thứ nhất là cha mẹ là trời phạm thiên. Chút xíu nữa thầy Nguyện Diệt Hòa Thượng sẽ giảng cho chúng ta biết thế nào gọi là trời phạm thiên. Và công đức thứ nhì đó là tiên, là thần ở trong nhà. Công đức thứ ba là bậc thầy. Thầy cha mẹ luôn luôn là bậc thầy, là giảng đủ thứ dạy dỗ chúng ta khi chúng ta còn nhỏ tới lớn. Thứ tư là bậc xứng đáng để cúng dường. Đó là cái Đức Phật Ngài giảng như vậy. Và bây giờ thì chúng con xin mời thầy có thể nào giảng về cái bốn công đức lớn của cha mẹ mà đối với con cái mà cần phải biết điều này. Kính mời thầy. Cảm ơn cư sĩ Trần Hiến. Kính thưa toàn thể chư vị, rất là vui mỗi khi mà chúng ta dẫn những trích, dẫn những lời dạy của Phật trong một đề tài. Vì những lời dạy đó mang một cái giá trị thứ nhất là rất là cổ, rất là xưa. Và cái điều thứ hai mà khi mà đem ra thảo luận, tức là chúng ta dùng cái ngôn ngữ đời nay, hiện thời. Và cái đời nay hiện thời mà đem ra cũng có nghĩa là cái tâm tư, tâm cảnh của mình nó cũng rất là ở đây với mình, nó gần gũi với mình. Từ cái lời dạy từ ngàn xưa mà lại chúng ta là thấy có giá trị, có cái gì đó mà chúng ta có thể chia sẻ, làm đó là một cái món quà, làm đó là một cái niềm vui, làm đó là một cái ý nghĩa để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Cái đề tài hôm nay cư sĩ Trần Hiến như đã nói, đó là nói về những cái đức của bậc cha mẹ của chúng ta. Thì lời dạy Đức Phật nói cha mẹ có bốn cái đức lớn mà người con cần phải biết. Cái đức thứ nhất là cha mẹ là trời phạm thiên. Cái đức thứ hai là cha mẹ là một thiện thần, một thần hộ mạng, một vị tiên nhân ở trong nhà, luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ cho mình. Và cái thứ ba là một cái vị thầy. Tại vì chúng ta có nhiều vị thầy, khi chúng ta ra đời thì chúng ta có nhiều thầy lắm. Trong tiếng Việt của mình nó là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, tức là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Tức là chúng ta có nhiều thầy, nhưng mà trước hết chúng ta ra ngoài thì chúng ta ở trong nhà đầu tiên mà chúng ta tiếp nhận đó là cha, là mẹ mình dạy mình, tức là bậc thầy đầu tiên. Và cái thứ tư là đối tượng xứng đáng để cho các con cái lễ bái, cúng dường, cung phụng, bày tỏ cái lòng quý mến ngưỡng mộ của mình, biết ơn của mình. Trở lại cha mẹ là trời phạm thiên. Ở đây xin được nói về chữ trời chút xíu chỗ này. Trong đạo Phật có nói đến trời, có thể là nói ở trong ngôn ngữ tiếng Anh có thể nói là God, trời. Nhưng mà cái trời, trong cái khái niệm về trời của nhà Phật á, là trời ở số nhiều, tức là đa thần, nhiều, chứ không có một bậc duy nhất, một đấng duy nhất. Như các cái tôn giáo mà là lập giáo bằng cái sự tin tưởng vào một đấng thần linh thượng đế, và God, thượng đế, Allah, Jehovah, v.v. Không có cái khái niệm chỉ có một, mà trong nhà Phật là trời là cái khái niệm, hay là thượng đế có cái khái niệm là số nhiều, chứ không có cái một. Thì trời phạm thiên ở đây, trong kinh có nói là Đức Trời Đế Thích là trời phạm thiên. Thì trời phạm thiên có bốn cái đức lớn. Đức đó là từ, bi,
hỷ và xả. Hay nói đúng hơn, nếu con người ở tại thế gian này mà thực hiện cái đức tính của mình, mà trong bốn cái đức tính nhu nhuyễn của cái tâm hồn của mình, đó là từ, bi, hỷ, xả. Từ là thương, bi là cứu giúp, hỷ là hoan hỷ vui vẻ, xả tức là cái tâm trạng thái quân bình, không có thiên vị, vân vân. Thì bốn cái đức là lớn của một vị trời phạm thiên, thì cha mẹ của chúng ta tiêu biểu cho cái đức đó. Cha mẹ của mình cư xử với mình, nó cái gì đó mà nó thể hiện bốn cái đức lớn của trời phạm thiên, tức là vua ở cõi trời, của một trong những nhiều tầng trời. Thì trời phạm thiên, cái cha mẹ của mình vì Đức Phật ví như trời phạm thiên ở trong nhà, tức là có đủ hết cha mẹ mà nuôi sinh mình ra, nuôi dưỡng mình lớn lên, thì cha mẹ mình có đầy đủ cái đức, bốn cái đức đó dành cho mình, tức là từ, tức là tình thương yêu, lăng mẫn, thương mến, hoan hỷ vui vẻ, rồi bi, tức là hễ mình có điều gì khó khăn mà không được an vui, không được bình an, thì cha mẹ của mình tích cực để mà cứu giúp mình. Và hỷ tức là vui vẻ, thấy con khôn lớn, lấy con ăn chơi, thấy con mạnh khỏe, thấy con thành đạt, thì cha mẹ vui vẻ. Và xả tức là nếu có điều gì đó mà con nghịch lại những cái điều mà cha mẹ không vui, ví dụ như con thất bại, con sa cơ thất thế, con kém tài kém đức, con ngỗ nghịch, con bất hiếu, thì cuối cùng là cha mẹ phải ở vào trong cái trạng thái tâm tức là xả, tức là không sao, thôi, và cũng quên nó đi, bỏ đi, tha thứ cho nó đi. Do đó cha mẹ tượng trưng cho cái phạm thiên ở trong nhà, tức là có một vị trời vua của cõi trời mà có được bốn cái đức là từ, bi, hỷ, xả. Thì cha mẹ của mình tiêu biểu cho cái đức, bốn cái đức của một vị trời phạm thiên, từ, bi, hỷ, xả đó. Và kế đến là cha mẹ là một vị thần ở trong nhà, vị thiện thần ở trong nhà. Thường thường chúng ta hay nói là thờ thần này, thờ thần kia, nhưng chính cha và mẹ của mình đúng là vị thần. Tại vì bất cứ cái nào, ngày hay đêm, 24 tiếng đồng hồ, mà nếu mình có vấn đề gì á, mình chỉ cần lên tiếng, mình hay là cha mẹ mình luôn luôn quan sát mình, phải thấy có chuyện gì đó, hãy vui thì thôi, bình an thì thôi, yên ổn thì thôi. Nếu có chuyện gì mà nguy hại, cha mẹ có thể thấy biết trước được, thì cha mẹ sẵn sàng để xả thân đó, để bảo vệ cho cái sự an vui của mình, tránh khỏi những cái sự rủi ro tai hại mà cha mẹ mình thấy biết được. Nhiều khi cha mẹ vì con cái với cha mẹ là giống như cái tình thiêng liêng, máu mủ ruột thịt rồi, cho nên nhiều khi là cha mẹ có thể thấy trước những cái hiểm nguy, những cái hiểm nguy trước mặt, thì cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng để hỗ trợ. Thành ra cha mẹ như là cái đức của cha mẹ giống như vị thần linh ở trong nhà, vị thiện thần, một vị hộ mạng, độ mạng của mình ở trong nhà đó. Rồi cha mẹ là bậc thầy trước hết, đúng vậy. Trước khi mình bước ra khỏi nhà để cấp sách đến trường, hay gặp người này người kia để được tiếp nhận, học hỏi vân vân, thì cha mẹ là cái người dạy mình trước hết, dạy mình đứng, dạy mình đi, dạy mình chạy, dạy mình ăn, dạy mình ngồi, dạy mình thế này dạy thế kia, kể cả dạy chữ, y tờ, hay là một vài cái chữ đầu tiên đầu đời nhất á, thì cha mẹ là bậc thầy tiên khởi, bậc thầy đầu tiên, vị thầy đầu tiên. Và cái thứ tư á, là cha mẹ, do vậy cha mẹ là một cái đối tượng xứng đáng để cho con cái lễ bái, cúng dường, cung phụng, thờ phượng. Thật sự ra mình cứ nghĩ rằng cha mình lại cha mẹ khi nào cha mẹ chết, mình cúng cha mẹ, mình trọng vọng, mình cúng cha mẹ theo kiểu giống như vị thần á, thì mình chờ đến khi cha mẹ chết mình làm chuyện đó. Nhưng mà thật sự cái điều đó không, đối với tôi thì suy nghĩ như vậy nó chưa tới. Trong các nước Phật giáo, cha mẹ là con cái gần như lại cha mẹ hàng ngày. Trước khi đi ra, hay là cha mẹ nằm ngủ, cha mẹ đã đi lên giường nằm ngủ rồi, mình qua mình nhìn ngó bên giường của mẹ, của cha mình nằm đó rồi, thấy yên ổn rồi, rồi mình thấy an tâm rồi, thậm chí mình quỳ xuống mình lại, ba lại, một lại, hai lại, ba lại, cái đó tùy, mình lại cha mẹ rồi mình quay về giường của mình nằm. Hoặc là cha mẹ trong những ngày sinh nhật hay những ngày vui vẻ, thì hay là mình từ xa mình về mình viếng cha mẹ của mình, thật sự ra trước khi chào hỏi mình quỳ mình lại cái cho nó sướng đi. Tại vì thật sự để cha mẹ mình đến khi mà cha mẹ mình chết rồi thì mình lại thì đâu có biết là cha mẹ mình có biết mình không. Cha mẹ mình đi đầu thai kiếp khác, cha mẹ đâu có biết. Như vậy thì cha mẹ mình còn hiện tiền đó,
mình lại. Đôi khi người ta nói là lại, nhưng mà cha mình đâu có, cha mẹ mình đâu là chết mà lại. Thật sự cái quan niệm như vậy là sai. Tại sao chết lại chi vậy? Chết cha mẹ mình đâu có mặt trước mặt mình đâu mà lại. Cho nên phải nói lại lúc cha mẹ cùng sinh tiền. Cho nên cái truyền thống Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy á, lại lúc cha mẹ cùng sống cơ. Còn chuyện chết rồi thì chuyện lại cái đó là theo cái phong tục tập quán vậy thôi. Chứ lúc cha mẹ cùng sống, thành ra cái hàng ngày mình lễ bái, mình cúng dường, mình cung phụng, mình kính quý, mình làm sao đó mà là cha mẹ là xứng đáng đối tượng để cho con cái lễ bái, đánh lễ, lại cúng dường, biếu tặng, săn sóc, cung phụng. Thì thành ra đó, cha mẹ mình có cái đức lớn đối với con cái vậy. Xin Nhật nhắc lại, cha mẹ của như mình như là Đức Trời Phạm Thiên ở trong nhà của mình là bốn cái đức lớn: từ bi, hỷ, xả. Cái điểm này thì tôi nhiều khi tôi thấy gần gũi với con nít, tôi thấy mà chính vì tôi cũng đã đi qua con nít rồi, cho nên tôi thấy là con nít quá làm trần, làm sở, quậu quọ đủ thứ chuyện hết, và cha mẹ cũng chiều hết á. Thì tôi nghĩ rằng chỉ có cha mẹ mình mới chiều nổi mình thôi. Vì tôi cũng đã đi qua con nít, các vị mỗi ai mà anh Hiến cũng đi qua cái tuổi con nít rồi. Bây giờ các vị thấy con nít mà nó làm khó khăn cho cha mẹ thì bị con nít vẫn là con nít không phải là người lớn, cho nên nó làm gì cũng là con nít. Thì tôi khi thấy vậy mình mới thấy rằng chỉ mình ngỗ nghịch, mình hoang đàng, mình đủ thứ chuyện hết trơn á, đủ thứ á, và chỉ có cha mẹ của mình mới chiều mình nổi thôi. Không ai chiều mình, ra đời không ai chiều mình kiểu đó hết trơn. Vợ mình không chiều kiểu đó, chồng mình không chiều kiểu đó, bạn mình không chiều kiểu đó, người bên ngoài họ không chiều kiểu đó. Chỉ có cha mẹ mình mới chiều nổi cái tuổi thơ của mình, nó ngỗ nghịch, nó hoang đàng, nó đủ thứ á, tại vì con nít mà mình đâu ăn chưa no lo cho nó tới. Cho nên cha mẹ của mình như Trời Phạm Thiên, từ bi, hỷ, xả. Từ tức là thương yêu, bi tức là cứu giúp, hỷ tức là hoan hỷ vui vẻ, xả tức là cái tâm không có chấp nê, không có chấp nê, cái tâm tha thứ, cái tâm vị tha. Và cha mẹ là vị thần, thiện thần, vị thần linh tốt ở trong nhà, độ mạng mình, hộ mạng mình. Cho nên cái khi mà cha mẹ mình qua đời, thật sự ra cái thần mà hộ mạng của mình còn sống là cha mẹ mình, mà chết cũng là đúng là cha mẹ mình độ mình, hộ mạng mình. Rồi cha mẹ là vị thầy đầu tiên, cha mẹ là bậc là tôn đức, là đức lớn ở trong nhà của mình, xứng đáng cho mình để lại, mình lễ bái, mình cúng dường, mình cung phụng. Thì đó là cha mẹ có những cái đức đối với con cái tiêu biểu, và con cái cần nên biết để tôn kính cha mẹ, để biết ơn cha mẹ, để hoan hỷ là mình có được người cha người mẹ. Và tôi nhớ rằng ngài Phó Tân Thống, ngài mới viên tịch hôm ngày 5 tháng 12 rồi, ngài luôn 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 nói là cha mẹ là kỳ quan của con cái, là kỳ quan, wonder, là kỳ quan của con cái. Trên thế giới này có nhiều chỗ kỳ quan, kỳ quan như Ấn Độ Taj Mahal, như Trung Hoa có Vạn Lý Trường Thành, Ai Cập có Kim Tự Tháp, Cao Miên có Đế Thiên Đế Thích, vân vân. Tất cả những cái đó mình đi tới đó mình coi rồi thì mình cũng có thể há hốc miệng để mình ồ một cái, wow một cái, rồi mình về nó cũng có, chẳng có gì. Nhưng chính cha mẹ đó là kỳ quan, cha là kỳ quan của con cái, mẹ là kỳ quan của con cái, và kỳ quan này bên cạnh mình và lúc nào cũng có mặt đó. Và không có kỳ quan này thì mình không sinh ra đời và không sống nên người được. Do đó xin được tóm tắt những điều như vậy để nói về cái đề tài hôm nay là cha mẹ có những cái đức lớn đối với con cái mà con cái cần nên biết. Kính thưa chư vị và kính thưa anh Hiến. Dạ, cô Phật, bạch thầy, mình thấy rằng Đức Phật từ ngày xưa, chúng tôi xin tổng kết lại, Đức Phật ngày xưa ngày giảng chúng ta mà tới đời nay hơn 2500 năm vẫn còn đúng, và vẫn là kim chỉ nam cho tất cả mọi người chúng ta để mà theo đó mà học hỏi. Thì cha mẹ, ngài thường dạy rằng cha mẹ có bốn cái đức lớn mà con cái cần phải nên biết và phải vận dụng làm thế nào để cho đẹp lòng cha mẹ. Đó là cha mẹ là Trời Phạm Thiên. Là Trời Phạm Thiên, thầy cũng vừa giảng trời đây nó khác hơn cái mà trời chỗ khác. Đây là một cái chỗ mà mình giảng theo cái nghĩa của Phật giáo, cái trời nó khác. Và cái đấng Phạm Thiên cũng là một cái đấng mà ở trên cao, một cái khung trời đức của Đức Phật mà mình cảnh giới khác, cảnh giới của chư Phật, cảnh giới trời, cảnh giới của Phạm Thiên, tức là những gì mà tu đắc nhưng mà không có lên thành Phật thì ở một cái cảnh giới khác. Thì cha mẹ cũng là Trời Phạm Thiên, đáng để thì chúng ta cúng dường và đáng chúng ta lễ lại. Và cha mẹ là tiên, là thần thánh ở trong nhà, là Phật, là mọi người chúng ta thường nghe. Thì là tiên, là Phật, là thần trong nhà, là thiện thần,
là những cái gì mà thần hộ mạng như thầy nói đúng vậy. Tại vì có cha mẹ hay có chuyện gì mà quan trọng mà mình không đỡ nổi thì có cha mẹ luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta đỡ. Chúng ta thua lỗ một cái gì đó mà không có đủ tiền thì cha mẹ dùng hết tất cả tài sản của mình để cho con cái lấy đó mà độ mạng. Thì rõ ràng là cha mẹ dầu phải hy sinh cả tính mạng của mình, cha mẹ cũng hy sinh cho. Có những đứa con hư trái thận, cha mẹ hy sinh trái thận của mình cho con. Tất cả cha mẹ sẵn sàng vì con cái mà cho hết. Do đó chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật Ngài nói không có sai. Và cha mẹ cũng là vị tiên, ta đem lại niềm vui cho con cái, đem lại cái sự học vấn cho con cái, đem lại tất cả những cái gì mà cha mẹ, con cái muốn, mà cha mẹ thấy cái gì mà tốt đẹp nhất cho con mình, cha mẹ đều làm. Nên những cái ước muốn của mình không thành tựu được, nhưng mà cha mẹ sẽ là một bà tiên, là một tiên để mà cho mình những cái ước muốn đó, những cái niềm ước mơ đó. Và cha mẹ là bậc thầy, thì giống như thầy nói, cha mẹ đầu đời khi mà chúng ta bập bẹ, chúng ta chưa biết đi, chưa biết bò, chưa biết nói, thì cha mẹ là người tập cho chúng ta nói, cha mẹ là người tập cho chúng ta bò, cha mẹ là tập cho chúng ta đứng dậy để chúng ta đi, tay dắt. Do đó nhiều khi chúng ta thấy rằng ca dao tục ngữ chúng ta vẫn còn đó. Đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà cha mẹ dẫn mình đi đến trường thì rồi cha mẹ mới nói con đi trường học mà mẹ đi trường đời. Tức là cái gì cũng vậy, cha mẹ lúc nào cũng dẫn dắt và hướng dẫn con cái. Và một mặt cha mẹ vẫn phải làm công việc của mình, mà lúc nào ưu tiên một vẫn là con cái. Sự hy sinh đáng này thì xứng đáng để chúng ta lúc nào cha mẹ lớn tuổi mình phải cung phụng. Là những người con mà không làm đúng thì chúng ta gọi là những đứa con bất hiếu. Mà nếu đứa con bất hiếu á, thì trời cũng không có dung mà Phật cũng không có tha. Thì ra bây giờ cha mẹ là ai nữa? Cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường. Tại sao chúng ta nói cha mẹ là bậc xứng đáng cúng dường? Bởi vì á, chỉ có cha mẹ đã hy sinh hết tất cả cuộc đời của mình cho con cái, không có quản nề mà cái cực khổ gian lao, mà cả chính bản thân của mình, dù có mạng sống của mình, cha mẹ cũng cho cả con cái. Thành ra cái chuyện mà mình lễ bái cha mẹ để nói lên cái sự yêu thương của mình, để nói lên cái sự cung kính của mình, để nói lên tất cả cái sự ngưỡng mộ của mình, thì thiết nghĩ rằng cái điều đó nên làm. Mà tại vì chúng ta có đôi khi vì cái tánh mắc cỡ hay là vì cái sự thẹn thùng nào đó mà đã không làm được chuyện đó, thì Đức Phật Ngài giảng và Ngài dạy rằng hãy làm những việc đó đi. Đó, thành ra chúng ta hãy nhớ lời Đức Phật dạy, cha mẹ là những bậc mà đáng cúng dường. Chúng ta có món gì ngon vật lạ thì hãy mang đến cha mẹ để mà dâng hiến cho người, thì đó mới là những người con hiếu thảo. Chúng ta nhớ Mẫn Tử Khiên, chúng ta nhớ những Mạnh Tử Khốc Măng, tức là cha mẹ muốn ăn măng mà mùa đông không có, thành ra một tập Mạnh Tử đã khóc, măng mùa đông làm gì có măng, nhưng mà Mạnh Tử khóc, Đức Phạm Thiên, Đức Trời mới thấy vậy, mới làm cho cái mục măng nổi mọc lên để cho Mạnh Tử có cái măng để mà đưa cha mẹ ăn. Thì cái sự mà hiếu thảo đó động đến lòng trời, động đến Đấng Phạm Thiên, chư thiên mới làm cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng hãy làm tốt cha mẹ. Và quý vị không tin thì cứ thử đi, thì quý vị sẽ thấy rằng có những cái phước báo đến chúng ta mà chúng ta không thể ngờ được. Đó là những cái điều mà ngày hôm nay chúng tôi cùng thầy Huyền Diệt Hòa Thượng để mà nói lên, nói về cái đức tánh, muốn cái đức tánh mà của cha mẹ có được. Thành ra con cái nên biết, mà do Đức Phật đã dạy từ mấy ngàn năm nay, mà chúng ta cần học hoài, học mãi. Mà đến đời này thì vẫn có nhiều con, những đứa con mà có hiếu thì làm rất là tốt đẹp, và những người con vô tình không để ý tới, thành ra chúng ta gọi là những đứa con bất hiếu, làm buồn lòng cha mẹ và đôi khi làm khổ cha mẹ cả cuộc sống ngày hôm nay. Họ có thể có tiền có bạc mà đôi khi vì vợ con mà quên đi cha mẹ của mình, không lo chăm sóc, chỉ biết tới vợ không. Đó cũng là một cái điều mà cần nhắc nhở. Và cũng có nhiều người đàn bà hay con cái cũng chỉ biết có người chồng mình mà quên đi cha mẹ mình, thì đó cũng là một cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở đến tất cả những các em cũng như tất cả mọi người. Khi cha mẹ lớn lên, đừng có quên rằng cái ngày xưa cha mẹ mình đã từng mớm cơm đút cơm cho mình. Đừng có vì thấy cha mẹ già rồi quên trước quên sau, rồi mình phiền hà, mình la lối, mình cự nữ. Cái đó mình quên đi những ngày tháng mình đái trong quần, mình đĩa trong quần. Lúc bây giờ xin lỗi, ai lo đây? Cũng cha mẹ lo hết. Vì vậy một lần nữa nhắc nhở, khi tuổi già cha mẹ quên trước quên sau cũng đừng mắng nhiếc, vì đó là song thân của mình. Mình cần phải biết và cần phải thương yêu và phải lo lắng nhiều hơn nữa nếu cha mẹ mình có quên lãng những điều đó. Xin nhắc nhở.
Và bây giờ cũng gần hết giờ, xin Thầy có thể kết thúc bằng những cái lời dạy cuối cùng của Thầy. Cảm ơn kỹ sĩ Trần Hiến. Chúng ta biết là cái ngày xưa các vị vua đó mà tìm cái người các quan cận thần để vào trong nhà vua, giúp đỡ cho nhà vua, thì một trong những cái đức của tiêu biểu tượng trưng mà cần vua cần phải biết đó là cái người đã có hiếu với cha mẹ không, hay là cái người mà có hiếu với cha mẹ, hiếu để với cha mẹ thì vua cái đinh lên đó là một người tốt. Cho nên nhưng mà trong kinh của Đức Phật nói là tất cả các cái hiếu hạnh, tất cả các thiện hạnh mà con người làm thì cái bổn phận làm con mà có tốt đối với cha mẹ, người có hiếu với cha mẹ thì coi là cái đức đó là nó lớn hơn tất cả những cái điều tốt mà con người có thể làm được. Cái đức hiếu với cha mẹ, cái đức đó là lớn. Do vậy hôm nay cái đề tài hôm nay cũng góp phần cho chúng ta, ai cũng có cha có mẹ vậy, chúng ta nói với nhau để nhắc nhở rằng người con đối với cha mẹ, cha mình còn hiện tiền thì mình phụng dưỡng giúp đỡ nhiều cách khác nhau, và cha mẹ mình qua đời thì theo lời của dạy Đức Phật á, là mình phải làm phước bố thí trì giới cúng dường để tạo cái phước sự hồi hướng cầu siêu độ cho cha mẹ. Đôi lời trong bài hôm nay như vậy gửi đến toàn thể chư vị, xin được thay mặt anh Hiến, thay mặt toàn thể chư vị, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng hương, có thực hành thì sẽ đem lại cái kết quả, và cái kết quả đó chính là mình tu thì mình chứng vậy. Chương trình Phật pháp ở đời sống. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng hương, có thực hành thì sẽ đem lại cái kết quả, và cái kết quả đó chính là mình tu thì mình chứng vậy. Chương trình Phật pháp và đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chương trình Phật pháp và đời sống đã đến với tất cả quý thiền hữu xa gần của đài Ven 55.2. Xin thân ái kính chào quý vị. Chúng tôi cư sĩ Trần Hiến cùng hòa thượng Thích Viền Việt. Chúng con xin đảnh lễ thầy, kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, Phật tử, khán thính giả của đài Ven TV 55.2. Xin chào cư sĩ Trần Hiến. Dạ, một Phật kính bạch thầy. Hôm nay chúng ta
cùng nhau nói về về cái thực phẩm mà ngày xưa Đức Phật dạy. Đức Phật ngài chia cái vấn đề thực phẩm là làm hai, đó là hai loại thực phẩm, là thực phẩm cho thể xác và một loại thực phẩm cho tinh thần. Thì trong cái lời Phật dạy đó thì có rất là có bốn loại thực phẩm, mà chút nữa đây chúng tôi nghĩ rằng để cho Hòa Thượng sẽ giảng cho tất cả quý thiền hữu xa gần để biết. Chúng tôi chỉ là một người đến góp phần để có cho một cái phần hội thoại để cho Hòa Thượng có thể nói một cách rõ ràng hơn, và những cái câu hỏi gì chúng tôi có thể đặt được, và chúng tôi sẽ dùng những cái kiến thức gì mà của hàng cư sĩ mà có thể ứng dụng vào cái lời như lời Phật dạy, một cái kinh nghiệm sống để đưa đến tất cả quý vị cho dễ dàng và hiểu được. Và bây giờ thì chúng ta đã biết rằng, chúng tôi được biết rằng có thực phẩm mà Đức Phật dạy đó là hai loại thực phẩm, một cái loại thực phẩm cho thể xác, một loại thực phẩm cho tinh thần. Và bây giờ chúng con xin thầy hướng dẫn chúng con về cái loại thực phẩm cho thể xác cái lời Phật dạy. Cảm ơn cư sĩ Đăng Hiền. Cũng có chút tâm tình với các ngài và chư vị trong Phật giáo gọi là hàng đệ tử của Đức Phật, gọi là tứ chúng, tức là bốn cái nhóm người đệ tử của Đức Phật. Người xuất gia có hai, tức là tăng và ni, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, và cư sĩ là thiện nam và tín nữ, tức là người nam tin Phật và người nữ tin Phật. Nếu tôi có ngồi bên cạnh tôi có một người xuất gia là người nữ nữa, gọi là tỳ kheo ni, thì đó là hai cái hàng đệ tử bậc xuất gia. Mà nếu anh Hiến có thêm một người nữ Phật tử nữa kế bên anh thì anh là có thiện nam là ảnh và tín nữ là cái người kia. Đó gọi là tứ chúng, là bốn hàng đệ tử của Đức Phật. Và cũng bốn hàng đệ tử này khi Đức Phật tịch diệt rồi thì bốn hàng đệ tử này duy trì cái giáo pháp. Người các bậc xuất gia thì đem cuộc sống của mình không bận rộn thế tục. Người nữ đi xuất gia thành tỳ kheo ni, không có bận rộn chồng, vì không có chồng cho nên không có con. Người gọi là tỳ kheo tăng là tăng không có vợ cho nên không có gia đình, không có con cho nên không bận rộn. Cho nên hai bậc xuất gia đó, tăng và ni đó, dùng cuộc đời của mình để trắc nghiệm, học thực hành lời dạy, học lời dạy của Đức Phật, thực hành lời dạy của Đức Phật và gìn giữ duy trì cái lời dạy của Đức Phật. Và người cư sĩ là anh Hiến, là vợ anh Hiến, là nam là nữ, thì những người đó hộ pháp, hộ tăng, tức là hộ trì giúp đỡ cho các bậc xuất gia là tăng ni đó với bốn cái nhu yếu của đời sống hàng ngày, tức là thực phẩm liên quan đến thức ăn thức uống, liên quan đến y phục mặc, liên quan đến thuốc men chữa trị bệnh, liên quan đến cái chỗ cư ngụ, chỗ ở, vân vân. Thì do vậy đó là trong cái giá trị của đạo Phật như vậy. Hôm nay chúng ta nói về Phật pháp, và cái đề tài hôm nay rất là đặc biệt, đó là đề tài nói về thực phẩm. Thì khi nói đến thực phẩm á, thì nói đến sức khỏe của con người. Mà sức khỏe của con người, cái ngôn ngữ đời thường của chúng ta nói là có hai cái phần. Thứ nhất á, là cái sự hiện diện, tôi đang ngồi, anh Hiến đang ngồi, các vị đang ngồi kia. Nếu các vị có ngồi ngồi kia thì các vị giăng tay lên, giơ tay để quơ chút cho chúng tôi biết có các vị ngồi ngồi kia. Thì đều có hai phần, thể xác và tinh thần. Nếu nói cái ngôn ngữ của Phật học, mà nếu ai biết, như là ở giữa các vị rất là nhiều người biết cái thuật ngữ của Phật học, nói về danh và sắc. Danh là cho cái tinh thần, sắc là nói cho thể xác. Và nếu danh và sắc, thể xác và tinh thần đó, nó cùng thuật ngữ của nó là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là năm cái thành phần cấu tạo nên cái cuộc sống, của cái sự hiện hữu của mình, là tinh thần và là thể xác đó. Năm gọi ngũ uẩn là năm cái thành phần đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dù là mình nói danh và sắc, thể xác và tinh thần, dù là mình nói là ngũ uẩn là năm cái thành phần cấu tạo lên, nhưng mà nói cho nhiều, nhưng mà ở đây tôi đang ngồi đó, anh Hiến đang ngồi và ngoài kia có các vị ngồi đó, thì mỗi người trong cái sự có mặt đó có hai phần, thể xác và tinh thần. Thể xác hàng ngày chúng ta cần đến thức ăn thức uống, và nếu bệnh đau thì cần đến thuốc men. Và nếu đến để che đậy cho cái thân lõa lồ này xấu này thì nó cần có y phục, rồi để che mưa che nắng, nóng lạnh cả bốn mùa. Như vậy thì chúng ta cần có chỗ ở, thì cái thân này được duy trì, cái thể xác cần có ăn uống mới gìn giữ được cái mạng sống của mình. Và phần tinh thần, con người ta không phải là chỉ có phần thể xác, không phải là chỉ ăn để nuôi cái thể xác này,
không phải ăn ngon mặc đẹp để nuôi cái thể xác này, gọi là để duy trì sự sống. Vậy cái con người có cái đầu óc để suy nghĩ, cho nên duy trì sự sống làm sao có ý nghĩa. Và cái duy trì sự sống có hai phần: thể xác cần ăn uống để cho nuôi nấng cái thân thể vật chất này, và phần tinh thần kia thì chúng ta có một thức ăn cho phần tinh thần tâm linh. Cho nên chúng ta nói đến cái sức khỏe của tinh thần, tức là món ăn cho tinh thần. Chúng ta thường hay nói là thực phẩm cho tinh thần, trong tiếng Mỹ nó gọi là food for the soul. Food for the soul tức là cái thực phẩm cho tinh thần. Thì bây giờ chúng ta có trong kinh Đức Phật ngàn xưa, Đức Phật dạy có 4 loại thực phẩm, nó không phải chỉ một loại, và thực phẩm đó phù hợp cho nuôi sống cái thể xác, và thực phẩm đó phù hợp nuôi sống cho cái phần tinh thần tâm linh. 4 loại thực phẩm đó là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xin nhắc lại: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, đó là 4 loại thực phẩm. Xin được giải thích về từ ngữ của nó. Trước hết là gọi là tứ thực, từ 4 loại thực phẩm như vừa kể đó. Thì chúng ta có đoàn thực, tức là nói đến cái thực phẩm thô mà hàng ngày chúng ta ăn đó, cái món này cay, cái món kia béo, món nọ ngọt, món kia đắng, vân vân. Món kia mềm, món kia cứng, vân vân. Món này ngon, món này dở qua cái lưỡi của mình à. Thì tất cả cái thực phẩm đó gọi là đoàn thực, tức là thực phẩm thô để nuôi sống cái cơ thể của mình, cái phần thể xác của mình. Cái phần thể xác đó trong kinh điển gọi là sắc, theo danh và sắc thuật ngữ của nó, thì về sắc là thân ngũ uẩn, là sắc thọ tưởng hành thức. Thì đó là cái đoàn thực. Bây giờ có rồi 3 cái loại kia, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Khi nói đến xúc thực á, thì chúng ta sẽ để ý chuyện này. Khi chúng ta nói về cái căn phần của cơ thể, chúng ta gọi là lục căn, tức là 4 cái cửa trên cái con người của mình, trên thân thể của con người của mình khi mình còn sống, thì 6 cái cửa đó nhìn ra bên ngoài gọi là lục căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đối tượng của cái 6 cửa đó để mình nhìn ra ngoài, để mình thấy cái cảnh, đối cảnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì chúng ta có gọi là lục trần, tức là 4 cái đối tượng của lục căn là gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tức là sắc âm thanh, mùi hương, vị ngon, xúc lạc, và những cái trừu tượng đi qua cái ý của mình. Cho nên 6 cái căn nhìn ra bên ngoài để 6 cái cảnh. Và khi căn là cái cửa ngõ của toàn cái thân của mình, nó có cái 6 căn đó. Ví dụ như mắt mà nhìn thấy sắc, thì nó liền cho, gọi là mắt mà tiếp xúc với sắc thì cho chúng ta một cái gọi là thức, gọi là mắt mà đối tượng với nhìn và sắc thì cho chúng ta gọi là nhãn thức, tức là cái biết về mắt. Cái lỗ tai mà nghe âm thanh rồi cho lên cái nhận biết cái điều đó, cho một cái cảm xúc về chuyện đó gọi là nhĩ thức. Cũng vậy, khi mũi mà ngửi mùi gọi là thiệt, gọi là tỷ thức. Gọi là lưỡi mà nếm vị gọi là thiệt thức, vân vân. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, rồi bên kia sắc, thinh, hương, vị, xúc, đối tượng. Thì mỗi cái đối tượng nhìn từ cái căn của mình, nhìn cái đối tượng là cảnh và cho ra cái ý thức, thì chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, tức là 4 cái thức đó. Thì như vậy thì cái gọi là cái gọi là xúc thực này thì muốn nói đề cập đến cái lục căn, tiếp xúc lục trần cho chúng ta. Ví dụ bây giờ rồi lát để chúng ta nói là tại sao như vậy là trở thành thực phẩm, lát chúng ta nói. Rồi bây giờ cái tư niệm thực, tức là sự suy nghĩ, sự suy tư suy nghĩ của mình, cũng là một loại thực phẩm. Rồi thức thực, tức là cái ý thức của mình với khi mà căn tiếp xúc với trần, khi căn phần của mình tiếp xúc với trần, cho chúng ta một cái ý thức, cái hiểu biết, thì là như vậy thì cái xúc tiếp xúc đó, căn tiếp xúc với cảnh, suy nghĩ đó, đối tượng để mình suy nghĩ đó là tư niệm thực,
rồi cái ý thức, cái biết đó gọi là thức thực, thì ba cái loại kia, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tại sao nó là gọi là thực phẩm là sao? Tức là cái món đó nó làm cho nó phụ trợ với cái loại thực phẩm đoàn thực kia để nuôi sống cái mạng của mình. Cái mạng của mình đây, cái phần tinh thần gọi là danh vật thực, tức là thực phẩm cho cái phần tinh thần. Rồi cái kia là sắc vật thực, tức là đoàn thực, là sắc vật thực để nuôi cái mạng sống, cơ thể sắc thân của mình. Chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta nhìn một cái hình ảnh, hình ảnh đó nó mỹ miều, nó đẹp, nó khêu gợi trong cái gọi là ý thức qua khi mắt chúng ta. Chẳng hạn ví dụ bây giờ chúng ta nhìn một cái đối tượng, ví dụ một cái hình ảnh đi, một hình ảnh mà nó đẹp, nó mỹ, nó có mỹ thuật, nó có khả năng để khêu gợi cái điều thiện trong tâm hồn của mình, thì tự nhiên cái hình ảnh nó cho một cái niềm vui, nó lăng lăng, nó thoải mái, nó dịu dàng, nó mát mẻ, nó nhẹ nhàng ra làm sao. Nhưng ngược lại cái hình ảnh đó nó cho mình khởi lên cái xúc, cái cảm xúc của mình, nó trở nên buồn, trở nên sợ, trở nên chán. Thì nó cái cảm thọ nó có ba loại, thọ vui, thọ khổ và không vui không khổ. Thì cái mà gọi là xúc thực đó nó có ba, nó thiên về cảm giác của mình. Cái cảm giác tức là lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc, tức là trung bình, tức là không có tạo nên một cái tác động. Thành ra cái cảm thọ của mình, thọ vui, thọ khổ và không vui không khổ, thì cái xúc thực đó nó tạo nên một hình ảnh nào đó. Mình thấy cái con mắt của mình tiếp xúc với một cái hình ảnh nào đó và hình ảnh đó cho mình cái niềm vui, thì tự nhiên mình thấy lăng lăng. Xin thưa quý vị, các vị ai cũng vậy, khi mà mình thấy một hình ảnh mà nó tạo cho một cái niềm vui lăng lăng nào đó, phỉ lạc, vui vẻ, hoan hỷ nào đó, thì thật sự ra có đói trong lòng mình cũng cảm thấy quên cái đó đó đi. Mình quên cái đó, mình không có đó. Hoặc là chúng ta có thể ngồi đó mà thưởng thức về một bức tranh, có một nghệ thuật, một hình ảnh nghệ thuật, giá trị nghệ thuật nào đó, mà giá trị đó nó làm cho tâm hồn của mình lăng lăng, nhẹ nhàng, thoải mái, hoan hỷ, vui vẻ, mà chúng ta trầm ngâm, chúng ta đắm chìm ở trong cái hoan hỷ đó, thì thật sự ra không cần ăn đâu. Không cần ăn mà mình cũng vẫn thấy thoải mái. Và ngược lại, nếu hình ảnh đó mà xấu ác thì nó làm cho mình thịnh nộ, nên nó làm cho mình khó khăn. Ví dụ cái hình ảnh nào nó khêu gợi lên cái dục vọng của mình thì tự nhiên mình ham muốn liền, vân vân vân. Thì tất cả những cái đó các vị sẽ thấy rằng Đức Phật quá sức rồi. Đức Phật nói về ba cái loại thực phẩm cho tinh thần, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tư niệm thực cũng vậy. Có nhiều khi tôi đi lái xe, tôi đi mà lẽ ra là cái giờ buồn ngủ, mà tôi suy niệm về một chuyện gì đó, đặc biệt là những chuyện thiện, những chuyện tốt phục vụ nào đó, thì tôi miên man với cái điều đó, và gần như là tôi lái xe tôi không cảm thấy buồn ngủ nào hết, và tôi lái xe đi nhiều tiếng đồng hồ một cách thoải mái như vậy. Đó là một cái loại tư niệm thực, tức là loại thực phẩm đó nó giúp tinh thần của mình nó thoải mái, không có sầu bi khổ ưu não, và nó giúp cho cái cơ thể của mình lúc bây giờ nó an ổn, nó bình an, nó không có bị chi phối bình thường bởi những cái buồn ngủ, bởi những cái dao động, bởi những cái sợ sệt, bởi những cái buồn phiền, ưu phiền nào kia. Và cái ý thức, tức là cái thức thực đó, cái biết của mình cũng vậy. Cái biết của mình nó giúp cho cái giá trị tinh thần, cho cái tinh thần, cái mà gọi là cái linh hồn, cái giá trị về tinh thần đó, nó làm cho tốt đẹp. Và cả ba loại thực phẩm sau cùng là thực phẩm cho tinh thần, và nó giúp cho cái sắc vật thực đó, cái vật thực nuôi dưỡng cái sắc thân của mình đó, trở nên dễ chịu, trở nên nhu nhuyễn. Ví dụ như người ta nói là mình bệnh đau, thì bổn phận của mình để làm sao chữa bệnh, lành bệnh của mình, bổn phận của mình đến 75%, mà bác sĩ chỉ có 25% thôi. Và chẳng vậy, trước khi đến với bác sĩ là mình gần như mình 100% để mình gìn giữ, gọi là ông bà mình kêu gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó, ngừa bệnh hơn chữa bệnh đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bệnh đau đó, mà nếu mà chúng ta biết, mà cái biết này không phải chỉ có chọn những loại, những thực phẩm bổ ích, healthy food cho cái sức khỏe về thể xác không thôi, mà chúng ta còn chọn một cái lối sống tinh thần. Cho nên lối sống tinh thần đó là cái lối sống dựa theo cái ba loại thực phẩm đó, xúc thực, tư niệm thực và thức thực đó. Chúng ta lựa chọn như thế nào mà cái danh vật thực của mình, tức là cái thực phẩm cho tinh thần của mình phù hợp. Như vậy thì một con người, và bác sĩ nói một con người mà lạc quan, tích cực, hăng hái, hăng hoan, thì cái người đó khi bệnh đau có khả năng hồi phục sức khỏe hơn là một người bi quan, chán nản, yếm thế,
sầu khổ và không thiếu tin tưởng. Do vậy ở đây cái giá trị về thực phẩm nó cho thể xác và giá trị thực phẩm về tinh thần ở chỗ này, như Đức Phật dạy như vậy đó. Chúng ta thấy có nhắc lại có bốn loại thực phẩm gọi là tứ thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là loại thực phẩm thô hàng ngày chúng ta dùng đó, ăn đó để nuôi sống cái gọi là xác vật thực của mình, tức là cho thể xác của mình. Và ba loại kia, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, là thực phẩm cho cái phần tinh thần của mình. Do vậy ở đây lời dạy của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng chúng ta biết ở đây biết theo lời dạy của Đức Phật, biết có bài bản, biết có rõ ràng theo lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật là nhằm chúng ta để hiểu mình và để duy trì cái mạng sống của mình. Mạng sống của mình có thể xác và tinh thần, và duy trì, ông bà mình nói, sống không phải sống để mà ăn, mà ăn để mà sống. Nhưng ở đây ăn để mà sống làm gì? Cái đó là một câu hỏi kế tiếp nữa. Ăn để mà để sống, mà sống để làm gì? Thì cái sống theo lời dạy của Đức Phật để cho mình phục vụ, để cho mình phát triển về giá trị chân thiện mỹ, để giúp cho mình, để làm sao cuộc sống của mình được bớt khổ, được vui, và làm cho một con người của mình có ý nghĩa trên cái bước đường tiến tu đạo nghiệp, tức là thực hiện lời dạy Đức Phật để chứng ngộ được cái giá trị an lạc, hạnh phúc, tự tâm, tự tại, tự tánh của mình. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên ở đây xin được giới thiệu với chư vị có bốn loại thực phẩm mà lời dạy của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Một loại thực phẩm đoàn thực cho sức khỏe về thể xác, và ba loại kia xúc thực, tư niệm thực và thức thực cho giá trị về tinh thần. Và ngôn ngữ ngày hôm nay chúng ta cũng bắt gặp về chuyện đó. Cái mà chúng ta nói thực phẩm về tinh thần, đôi khi mình không biết là cái gì gọi là thực phẩm về tinh thần, hay chúng ta biết có tính cách mơ màng màng. Thì ở đây Đức Phật đã dạy cho chúng ta rõ ràng là có ba loại thực phẩm. Đó là xúc thực, tức là tìm đối cảnh như thế nào để cho tạo cho chúng ta có một góp phần cho sức khỏe về tinh thần. Và tư niệm thực, thức thực xin gửi đến toàn thể chư vị đồng hương, Phật tử xa gần đang lắng nghe cái bài pháp thoại của huynh đệ chúng tôi hôm nay. Kính anh Hiên. Dạ, như thầy vừa nói thì Đức Phật ngài cũng giảng cho chúng ta là có hai loại thực phẩm mà chúng ta thường dùng. Đó là một cái là thực phẩm cho thể xác, và một cái phần nữa thực phẩm cho phần tinh thần. Thật ra chúng ta thường ngày, chúng ta cũng ở bên ngoài đời, chúng ta cũng thường hay nói là cái ăn, cái uống của mình, là cái thực phẩm mà chúng ta dùng để nuôi sống mạng sống của mình, thì chúng ta gọi là thực phẩm. Nếu nó đi qua cái đường miệng và nó đi qua đường ruột, thành ra bao đường bao tử, thì những cái đó chúng ta gọi là những thực phẩm để nuôi sống cái mạng sống của mình. Thì đến đó thì gọi là sắc thực đó, mà còn gọi là sắc là thực vật thực. Còn cái phần mà chúng ta thường gọi là món ăn tinh thần, như thơ văn, hay là như Phật pháp, hay là như về những cái nhìn của mình, thì thể thao này, cái đó chúng ta gọi là những món ăn tinh thần. Thì cái đó, đó thì món ăn tinh thần Đức Phật này lại chia làm ba, đó là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Cái phần xúc thực thì mình thấy rõ ràng, thầy giảng qua, thì những cái phần như chúng ta ngoài đời, chúng ta những cái cảm xúc mà chúng ta nhận được, mà chúng ta không có ăn qua cái đường miệng, mà chúng ta chỉ nhận qua cái tinh thần, cái sự buồn khổ hay sự vui vẻ, thì chúng ta làm chúng ta cảm thấy no, chúng ta vui quá chúng ta cảm thấy no, chúng ta không cần ăn, quên ăn đi, mà chúng ta thấy vui. Mà đôi khi buồn quá ăn cũng không nổi, thì cái đó cũng là một cái mà mình cũng làm. Cái đó thuộc về xúc thực. Và cái một phần nữa tư niệm thực, tức là những cái mà mình suy tư, mình tư niệm như thầy đã giảng, thì cái đó cũng là một cái làm cho chúng ta cảm thấy đó là một cái món ăn cũng thuộc về tinh thần. Và cái thức thực thì tức là cái sự mà thầy giảng qua chúng tôi cũng hiểu không có hết được, thành ra không dám mạng mà tới thì cũng cố gắng học được bao nhiêu hay bao nhiêu, thì chúng ta cố gắng với nhau. Thì nghe thầy giảng, thì nếu mà không hiểu nữa thì quý vị có thể tới chùa Liên Hoa gặp Hòa Thượng Thích Viện Việt để mà hỏi thầy thêm về những cái điều này. Và thời gian bây giờ thì cũng không có cho phép chúng tôi dài dòng, thành ra chỉ xin thưa rằng những cái phần về tinh thần thì gọi là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Còn cái phần mà món ăn bình thường mà nuôi sống mạng sống thì gọi là đoàn thực. Đó là cái tên gọi của bên Phật giáo. Thì chúng ta hiểu như vậy để khi ai có nói về đoàn thực thì chúng ta hiểu được rằng đó là những cái phần thức ăn để nuôi lại cái mạng sống qua đường miệng và qua đường bao tử, đường ruột. Còn hãy mà nói tới cái phần xúc thực, tư niệm thực, thức thực thì chúng ta hiểu đó là danh vật thực, thì nó thuộc về cái phần tinh thần. Chỉ có vậy thôi. Bây giờ thì hết giờ, xin kính mời thầy.
Xin được huynh đệ chúng tôi nhất tâm hồi hướng công đức của chúng tôi tập chú vào trong chủ đề hôm nay. Giới thiệu với các vị và các vị đang lắng nghe, nãy giờ chúng ta thân chúng ta ngồi yên lắng nghe tốt, miệng chúng ta nói tốt và tâm tư của chúng ta suy nghĩ tốt. Ba cái thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý, chúng ta đã tạo nên một công đức nãy giờ rất là lớn. Nhất tâm hồi hướng công đức và cầu nguyện chư Phật, chư Thiện Thần Bồ Tát gia hộ cho mỗi chúng ta thân bằng quyến thuộc và pháp giới chúng sanh thân tâm thường lạc, đạo niệm tinh chuyên, tâm Bồ Đề viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị đồng hương, có thực hành thì sẽ đem lại cái kết quả, và cái kết quả đó chính là mình tu, mình chứng vậy, chương trình Phật pháp ở đời sống.